VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tàu sân bay hiện nay đối với một quốc gia chẳng những là một khối tài sản khổng lồ mà còn là một biểu tượng đại diện cho sức mạnh của quốc gia. Trong kế hoạch phát triển hải quân lên thành lực lượng hải quân đại dương, Trung Quốc hiện đang ra sức thực hiện kế hoạch đầy tham vọng là đóng các tàu sân bay. Bên cạnh tàu Liêu Ninh mua của Ukraine, các nguồn tin cho biết Trung Quốc đang tự đóng thêm ít nhất là hai tàu sân bay mang số hiệu 001A, 001B, chương trình tàu sân bay có thể đánh giá là chương trình đóng vai trò hạt nhân trong kế hoạch phát triển hải quân hiện nay và tương lai 20-30 năm tới của Trung Quốc. Do vậy, tìm hiểu về năng lực của tàu sân bay Trung Quốc là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Để góp phần đáp ứng mong mỏi này của cộng đồng, tôi quyết định thực hiện một chuyên đề về tàu sân bay Trung Quốc. Trong bản tin hôm nay sẽ là bài đầu tiên về chuyên đề này. Bản tin sẽ trình bày về nét tổng quát năng lực của tàu sân bay Trung Quốc đặt trong sự so sánh đối chiếu với tàu sân bay của Mỹ. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần phân tích của mạng Sina trong bài viết có tên Tàu sân bay mới của Trung Quốc làm thế nào bắt kịp với tàu sân bay lớp 4, hạm tải cơ vẫn là vấn đề trọng yếu. Bài báo này đăng ngày 20 tháng 8 năm 2016. Tác giả bài báo này viết Trước mắt, con tàu sân bay tốt nhất thế giới là tàu sân bay lớp 4 của Mỹ. Tàu này dài 330m, rộng 41m, lượng giãn nước 100.000 tấn, và là tàu sân bay tối tân nhất thế giới. Giá thành của nó cũng lên tới 12,9 tỷ đô la, nhưng ước tính giá vận hành bảo trì trong 40 năm sử dụng của con tàu này còn đắt gấp nhiều lần, lên tới 100 tỷ đô la. Chỉ riêng điểm này đã khiến các nước khác trên toàn cầu cảm thấy kinh hãi, đóng không được mà dùng cũng không được. Đằng sau chi phí lớn như vậy, tự nhiên là nó cũng có những tính năng rất cao. Con tàu sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân, cung cấp động lực cho bốn tua bin hơi nước, bốn máy phóng điện tử mới, trên mặt bong có thể đáp 75 máy bay gồm máy bay cảnh báo sớm, chiến đấu cơ, máy bay tác chiến điện tử và các loại trực thăng. Các máy phóng điện tử cũng mang đến cho tàu sân bay lớp 4 một sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Đánh giá về sức chiến đấu của một tàu sân bay, tất nhiên là cần xem hiệu suất phóng máy bay lên không. Một tàu sân bay lớp Nimitz mỗi ngày có thể phóng lên không 140 đến 160 lần chiếc máy bay, còn tàu sân bay lớp 4 có thể phóng tới 180 đến 220 lần chiếc máy bay. Đằng sau năng lực phóng máy bay kinh người này lại là năng lực ném bom đạn cũng kinh người nữa. Các máy bay trên tàu sân bay lớp For một ngày có thể oanh tạc 1.200 mục tiêu, cao hơn so với con số 700 mục tiêu của tàu sân bay lớp Nimitz. Đương nhiên có thể mang lại sức chiến đấu cao như vậy không chỉ là nhờ năng lực phóng máy bay, mà còn nhờ đường kính đạn dược nhỏ và các giá treo phức hợp. Tổng hợp lại, tàu sân bay lớp For không hổ thẹn là tàu sân bay mạnh nhất thế giới. Trông vào cái tốt nhất, rồi lại nghĩ đến các hiện hữu của chúng ta. Tàu sân bay Liêu Ninh dài 305m, rộng 38m, lượng giãn nước 65.000 tấn. Nhưng do không có máy phóng nên chỉ sử dụng sàn cất cánh kiểu nhảy cầu. Điều này dẫn đến tàu Liêu Ninh chỉ mang được tổng số 36 máy bay, trong đó có 24 chiếc J15, 12 chiếc trực thăng, bao gồm cả trực thăng cảnh báo, trực thăng chống ngầm và các trực thăng hỗ trợ khác. 36 chiếc so với 75 chiếc chỉ nói trên số lượng máy bay mang theo tàu Liêu Ninh Trung Quốc đã không so được với tàu sân bay lớp 4 của Mỹ. Điều này là không nghi ngờ gì nữa. Ngay cả tàu sân bay 001A Trung Quốc đang đóng, tối đa cũng chỉ có thể mang 40 chiếc máy bay. Nếu muốn tính hiệu suất phóng máy bay, thì như các tin tức trên báo đã biết, tàu Liêu Ninh 1 giờ đồng hồ tối đa chỉ cất cánh được 10 đến 15 lần chiếc máy bay. Do không có thông tin thuyết minh cụ thể, chúng ta chỉ có thể ước tính đại thể năng lực chiến đấu của tàu sân bay 001A dựa trên khả năng của tàu Liêu Ninh. Nếu ở điều kiện tốt nhất, không cần đánh cấp tập thì mỗi ngày tàu Liêu Ninh cũng chỉ cất cánh được tối đa 120 lần chiếc máy bay. Mà trong 120 chuyến đó, các máy bay không thể mang tải trọng tối đa, chỉ cần vượt quá 500 kg là đã tương đối khó cất cánh rồi. Tất nhiên, từ đó mà xét khoảng cách rất rõ ràng. Ngay cả khi tàu sân bay 001A được hạ thủy và đi vào hoạt động, khoảng cách về sức chiến đấu giữa tàu sân bay Mỹ và Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Nhưng như vậy chẳng lẽ không đánh, hoặc đơn giản là bỏ cuộc ư? rõ ràng là không thể bỏ cuộc. Nếu không thì làm sao có thể xứng đáng với câu nói Trung Quốc không phát triển tàu sân bay, tôi chết không nhắm mắt của lão tướng Lưu Hoa Thanh. Nói nước Mỹ tiên tiến cũng không có gì sai. Nó là tiêu chuẩn. Dưới tiêu chuẩn đó, Trung Quốc cần một mặt triển khai công tác nghiên cứu phát triển và trang bị máy phóng cùng các loại máy bay trên hạm mới. Mặt khác là tận dụng khả năng để nâng cao hiệu năng chiến đấu của tàu sân bay hiện tại. Trước hết các tàu sân bay chiến đấu của Trung Quốc và tàu sân bay của Mỹ nhắm mục tiêu khác nhau. Tàu sân bay của Mỹ định nghĩa là căn cứ di động trên biển và là bàn đạp tấn công. Chủ trương là để tạo ưu thế tấn công tuyệt đối so với phía đối thủ. Trong bối cảnh đó mới có tính toán số lượng 1.200 mục tiêu có thể tấn công trong một ngày. Nếu thay đổi vào đó là một quốc gia có hệ thống phòng không nghiêm mật, khả năng oanh tạc của các máy bay Mỹ sẽ bị giảm đi một nửa. Nếu đối thủ đồng thời có bán kính phòng ngự 1.700 cây số thì lượng bom đạn mà các máy bay của Mỹ có thể ném xuống cũng sẽ giảm đi 2 phần 3. Tức là mỗi ngày sẽ chỉ còn tấn công được khoảng 200 mục tiêu. Cho nên 1.200 mục tiêu người Mỹ giả tưởng là không có khả năng được thực hiện. Bởi vì không có bất kỳ một đối thủ nào để Mỹ dễ dàng oanh tạc như vậy, hoặc cũng không có thể nào tìm được nhiều mục tiêu có thể oanh tạc như vậy. Còn tàu sân bay Trung Quốc trong ngắn hạn mục tiêu tác chiến có hai dạng. Một là đối phó với khả năng phát sinh xung đột cục bộ ở khu vực xung quanh, nhằm tiến hành răn đe chiến lược. Hai là phòng ngự đối với hạm đội quân địch. Đối với việc chạy đến cửa nước khác oanh tạc, vô luận là Liêu Ninh hay tàu 001A đều không có khả năng đi. Cho nên đối với Trung Quốc mà nói, bảo đảm số lần xuất kích của máy bay so với số lượng mục tiêu oanh tạc trên mặt đất càng trọng yếu. Dưới sự chỉ đạo của ý tưởng này, Trung Quốc nên hết sức tận dụng tốt hai tàu sân bay trong nguồn lực hiện có, bảo đảm khả năng cất cánh trên sàn đáp nhảy cầu và nghiên cứu bảo đảm hậu cần để liên tục cất cánh cả ngày và đêm. Ngoài ra còn cần lợi dụng xu hướng phát triển đạn dược đường kính nhỏ tốc độ cao, trực tiếp trang bị lên các máy bay chiến đấu trên hạm, nâng cao số lượng mục tiêu tấn công trên một lần xuất kích. Đương nhiên trước khi có máy phóng máy bay, tàu sân bay Trung Quốc phóng máy bay cần thao tác lành nghề và bảo đảm hậu cần, cũng chỉ có thể tối đa phóng được 120 lần chiếc một ngày. Rốt cuộc, boang phóng kiểu nhảy cầu so với máy phóng máy bay ít hơn một đường hoạt động và tốn thời gian bảo trì hơn. Hiện nay quy mô máy bay trên hạm của Trung Quốc đã có hai trung đoàn phi công. Đứng từ phi công và máy bay mà nói thì khó khăn không lớn. Tiếp đó, càng nên nỗ lực thì chắc chắn sản xuất được tàu lớn, tàu tốt. Chỉ trong 10 đến 20 năm có thể đạt đến loại tàu cỡ kít tư hóc của Mỹ. Chỉ ít mỗi tàu sân bay có thể mang 2 đến 4 máy phóng. Nhìn chung, Trung Quốc muốn bắt kịp với Hoa Kỳ về khả năng tác chiến của tàu sân bay nên phân thành 3 bước cơ bản mà đi. Bước 1 là nâng cao hiệu suất phóng máy bay trên các tàu sân bay hiện có. Bước 2 là nâng cao hiệu suất mang vũ khí trên các máy bay trên hạm. Bước 3 mới là phát triển các tàu sân bay mới. Cần chú ý rằng ba bước này không nhất thiết phải hết bước này mới sang bước kia mà có thể hoạt động song song. Cuối cùng, người khác trong thời gian phát triển đi qua một số bước ngoặt tương đối dài, Trung Quốc có thể tránh được các tình huống như vậy khi thực hiện phát triển tàu sân bay. Đối với niềm tin vào người đóng tàu Trung Quốc, rốt cuộc Trung Quốc thực sự mới chỉ sở hữu tàu sân bay được 4 năm. Tự đóng tàu sân bay mới được hơn 2 năm, so với lịch sử chế tạo và ứng dụng tàu sân bay hơn 100 năm của nước khác, sự phát triển của Trung Quốc kỳ thực là đã khá nhanh rồi. Đặt giả định 20 đến 30 năm tới, vẫn với tốc độ phát triển như hiện nay, hoàn toàn có thể đuổi kịp trình độ tàu sân bay của nước Mỹ. Các bạn thân mến, trên đây các bạn đã nghe bài phân tích của mạng Sina về những điểm yếu của tàu sân bay nước họ so với các tàu sân bay của Mỹ. Khái quát lại, điểm yếu của tàu Liêu Ninh và cả tàu 001A là sử dụng quang phóng kiểu nhảy cầu khiến tốc độ phóng máy bay khá chậm. Điểm yếu thứ hai là cũng vì không có máy phóng cho nên các máy bay chiến hạm của Trung Quốc hiện nay không thể mang được nhiều vũ khí nếu không sẽ không cất cánh được. Đây là hai điểm yếu căn bản của các tàu sân bay Trung Quốc do chính người Trung Quốc tự nhận thấy. Thêm nữa, tác giả của Trung Quốc đã cho rằng mục đích đóng tàu sân bay của Trung Quốc không giống Mỹ. Bắc Kinh đóng tàu sân bay nhằm đối phó với các cuộc xung đột cục bộ ở khu vực và thứ hai là để làm lực lượng phòng ngự chống lại các hạm đội của đối phương. Dĩ nhiên không cần nói rõ thì chúng ta cũng biết là để ngăn ngừa hạm đội tàu sân bay của Mỹ. Vấn đề là tàu sân bay của Trung Quốc sẽ được dùng để đối phó với các cuộc xung đột khu vực theo cách nào. Ở đoạn sau, chính tác giả Trung Quốc đã nói rằng trong việc chạy đến cửa của nước khác công kích thì vô luận là tàu Liêu Ninh hay tàu 001A cũng đều không thể làm được. Vậy thì trong khía cạnh đối phó với xung đột khu vực, tàu sân bay Trung Quốc chỉ còn một mục đích quan trọng là phục vụ cho việc tranh chấp lãnh thổ bằng vũ lực. Cụ thể là tranh Senkaku ở Hoa Đông và tranh các đảo thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Vậy các nhóm tàu sân bay của Trung Quốc đến khi nào thì có đủ khả năng làm các việc như đã nói? Và nếu nó có đủ khả năng theo tính toán như vậy thì nó sẽ giúp Trung Quốc có được những ưu thế gì? Sự xuất hiện của tàu sân bay Trung Quốc liệu có giúp cho nước này hoàn toàn thắng thế trong các vùng biển tranh chấp hay không? Những câu hỏi này tôi sẽ bàn đến trong các bản tin tiếp theo. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.